Chào các bạn nhé. Thì có rất nhiều các bạn comment hỏi mình là khi mà tạo được một cái project WinCC rồi thì chúng ta làm thế nào xuất ra một cái file mà chúng ta không cần phải mở hẳn cái TA Auto này lên, các bạn vẫn có thể chạy được, hoặc là chúng ta có thể là lưu vào một cái đường dẫn mà khi mà khởi động cái máy tính lên cái thì cái hệ thống WinCC của chúng ta nó chạy luôn. Bởi vì trong thực tế là cái máy tính mà để giám sát cái chương trình của chúng ta ấy, thì nó chỉ cài mỗi cái TA Auto thôi, nó không cài những phần mềm khác. Mà người ta muốn là khi mà khởi động cái máy tính lên thì mặc định là cái chương trình WinCC nó được chạy luôn. Thì chúng ta làm thế nào để đạt được cái việc đó? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đây là một cái project WinCC mình đã làm rồi, đã tạo rồi, nó có trong này có screen các thứ ở trong này rồi. Tóm lại là một chương trình rồi. Bây giờ mình sẽ kích vào cái PC system này, cái project của mình này. Chúng ta vào online, chúng ta chọn vào download to file system, chúng ta chọn vào cái folder mà chúng ta sẽ lưu cái file này, file chạy này, mình gọi là file chạy, được chưa? Ở đây mình để ở trong cái ổ D này, đây mình lưu nó vào đây đó. Thì phần mềm TA Auto này nó sẽ xuất cho chúng ta một cái file. Ok, chúng ta ấn load. Các bạn đợi một chút nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở cái folder đó lên. Xem trong này nó đã có gì chưa. Đây, nó đã có một cái chương trình như thế này rồi. Ok. Vậy là chúng ta cái công cuộc mà chúng ta đã tạo ra một cái file chạy thì đã hoàn thành rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn là khi mà khởi động hệ thống lên thì mặc định là cái file đó nó chạy. Chúng ta không cần phải mở cái TA Auto này lên thì làm thế nào? Bây giờ mình sẽ tắt cái chương trình này đi. Ok. Và đến bước tiếp theo là chúng ta phải mở cái gì ạ? Khi mà cài cái phần mềm TA Auto lên thì mặc định nó sẽ có cái WinCC Runtime Start này. Các bạn kích đúp vào đây. Được chưa? Thì khi mà cái mở cái WinCC Runtime Start này lên, các bạn thấy nó có cái project này này. Chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng cái ổ đĩa này và chúng ta trỏ đến cái file mà chúng ta đã backup được ra. Đây, nó chính là cái file này. PC System 1, các bạn có thể đổi cái tên name của nó. Chúng ta ấn Open. Đấy, thì cái quá trình mà ấn Open này thì chúng ta phải đợi một lúc để cho cái phần VCC Runtime Start này nó load cái file đó. Và ở dưới này thì nó cũng có những cái công cụ cho chúng ta, ví dụ như chúng ta chọn là Auto Start, tức là gì? Chúng ta khi mà chúng ta khởi động lên cái thì hệ thống nó chạy luôn. Đấy. Cái này là các bạn phải đợi một lúc nhé để nó load nhé, không nó sẽ bị treo máy đấy. Cái phần chạy nhanh hay chạy chậm thì nó tùy thuộc vào cấu hình của máy tính, nên các bạn phải đợi một chút. Bao giờ nó hiển thị được ra cái đường dẫn ở đây này thì lúc đấy là ok. Có thể là quá trình nó hơi lâu đấy. Ok, thì sau một hồi chờ đợi thì cái đường dẫn nó được load vào đây. Và các bạn muốn là khi nào mà chúng ta bật máy tính này nó chạy luôn thì chúng ta vào cái Auto Start này, các bạn chọn Auto Start này, đến đây nó sẽ lại chúng ta dẫn chúng ta đến cái đường dẫn luôn đấy, chúng ta lại load nó vào, nó có ở đây rồi. Ok, chúng ta apply đấy. Còn bây giờ các bạn muốn chạy cái chương trình này thì các bạn có thể chạy thủ công bằng cách bật nó lên bằng cách ấn vào cái biểu tượng tam giác màu xanh này này đấy, thì nó sẽ chạy runtime và chúng ta không phải mở cái gì ạ, cái TIA Proto này lên nữa. Đấy, chúng ta cứ đợi thôi là nó sẽ runtime ở đây. Ok, thì sau một hồi chúng ta ấn start vào thì nó sẽ chạy như thế này, được chưa? Đấy, thì đây là cái chương trình mình đã tạo từ trước và gì ạ, các bạn hoàn toàn có thể chạy như thế này. Ok chưa? Thì cái video này mình sẽ đã hướng dẫn các bạn là cách làm sao để chúng ta đóng gói một cái chương trình WinCC
để lưu vào cái WinCC Runtime Start, và nó sẽ chạy khi nào mà máy tính của chúng ta được khởi động lên. Xin chào các bạn.